trần nhật phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin hoa kỳ tin quốc tế và tin việt nam ngày hôm nay trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của phong để theo dõi các bản tin hàng ngày các bài nói chuyện phân tích đối chiếu so sánh trên tinh thần chủ quan của phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin cảm ơn mọi người rất là nhiều và nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay. Đầu tiên hết là bản tin quốc tế. Qatar cho biết cuộc ngưng bắn tại giải Gaza sẽ bắt đầu vào sáng ngày thứ Sáu. Tiếp theo đó là phần hỗ trợ về nhân đạo. Chính quyền Qatar cho biết ngày thứ Năm là cuộc ngưng bắn giữa Do Thái và Hamas sẽ bắt đầu 7 giờ sáng ngày thứ Sáu. Và ngay sau đó thì sẽ có cái cuộc hỗ trợ nhân đạo càng sớm càng tốt. Phát công viên của Bộ Ngoại giao Qatar là Mache ansari đã đưa ra lời loan báo ngay sau cuộc họp báo ngay tại Doha ở Qatar và lệnh ngưng bắn này sẽ bắt đầu đạt được sau khi mà đã có cuộc thảo luận giữa Hamas và Do Thái trong mấy ngày qua và phía Ansari cho biết rằng đây là một trong những cái lộ trình đầu tiên dành cho vấn đề nhân đạo và người dân thường và trong đó sẽ bắt đầu sẽ có việc trả tự do cho các con tin bị bắt giữ vào lúc 4 giờ chiều bao gồm 13 phụ nữ và trẻ em đây được xem là thông báo mới nhất của Qatar đưa ra ngay sau khi mà phía Do Thái và Hamas đồng ý là trao trả lại hơn 50 con tin của Do Thái và công dân Hoa Kỳ. Cũng như ngược lại, phía Do Thái sẽ trả tự do cho cả trăm con à, tù nhân người Palestine đã bị giam giữ trong nhà tù của Do Thái. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Tuy nhiên thì mặc dù trao trả về con tin, ông Netanyahu lên tiếng và cho biết rằng việc này sẽ không thay đổi mục tiêu của Do Thái thủ tướng do tái ông benjamin netanyahu đã lên tiếng vào ngày thứ tư là việc ngưng bắn ở tại giải gaza để trao đổi con tin và trả tự do cho một số tù nhân cũng sẽ không thay đổi cái mục tiêu quốc gia của ông là sẽ loại trừ hamas ông netanyahu trong cuộc phỏng vấn mới nhất đã nói rằng là quốc gia của ông vẫn tiếp tục tập trung vào việc loại trừ hamas ra khỏi lãnh thổ palestine và trong đó họ nói rằng đây là một cái giáo, một cái nhóm cuồng tính về sát nhân Và ông nói rằng việc này sẽ không thay đổi bất kỳ một cái mục tiêu nào của Do Thái Mặc dù Do Thái sẽ phải trả tự do cho khoảng 150 người Palestine Và đổi lại 4 ngày ngưng bắn trong cái cuộc giao tranh này Chúng tôi vẫn đang làm việc để đưa các con tin được tự do Và chúng tôi nghĩ rằng cái điều mà khả năng nhất là sẽ có thêm 50 con tin này Và tôi không muốn nói thêm những cái tin tức khác Đây là lời phát biểu của ông đưa ra chúng tôi à, nói rằng là sẽ có thêm con tin được trả tự do và họ sẽ nhận được thêm một số những cái tin à, tức trong vài ngày tới. Tuy nhiên tôi muốn chắc chắn rằng mọi người phải hiểu chúng tôi cam kết là cuộc chiến à, sẽ đi tới tận cùng và bởi vì Hamas à, trên nguyên tắc họ nói rằng họ sẽ làm việc nè họ sẽ tiếp tục khủng bố khủng bố trở lại và ngay sau khi mà có cuộc phỏng vấn này, ông Netanyahu nói thêm rằng chúng tôi vẫn sẽ à, phá hủy họ tương tự như chúng tôi đã phá hủy lực lượng Đức Quốc xã chúng tôi đã phá hủy được lực lượng Al Qaeda, chúng tôi đã phá hủy được lực lượng Daesh và hiện nay là, chúng tôi sẽ phá hủy tới Hamas. Đây được xem là một trong những cái lời tuyên bố của ông Netanyahu đưa ra ngay sau khi mà phía Do Thái và Hamas đã đạt được thỏa thuận về trao đổi con tin cũng như là ngưng bắn tạm thời trong vòng 4 ngày. Họ là những cái văn hóa của tử thần và họ cái văn hóa này họ tìm cách phá hủy đất nước Do Thái và tiêu diệt Do Thái đây là một cái mà họ muốn ở tại trung đông và họ muốn uh, thực hiện điều này do đó chúng tôi sẽ không loại trừ bất kỳ một cái hành động nào để loại trừ họ ra khỏi lãnh thổ của uh, gaza và chúng ta thấy rõ chúng ta đã có rất nhiều những cái uh, cuộc thảm sát mà họ thực hiện và chúng ta đã chứng kiến được những tàn ác của họ và họ không thể có sự hiện diện ở bất kỳ một chỗ nào ở trên dãy giải đất gaza đó là lời phát biểu của ông netanyahu đã đưa ra và đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Đông liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay đầu tiên hết là phía ngũ giác đài cho biết họ đang làm việc để phát triển một cái hệ thống AI và trong đó có thể điều khiển tất cả những loại vũ khí sát thương bản tin mới nhất từ ở ngũ giác đài cho biết là ngũ giác đài sẽ tiếp tục khai triển hệ thống AI tức là trí tuệ nhân tạo để mà điều khiển tất cả những loại drone có khả năng và thực hiện các cái vũ khí sát thương và được sử dụng bởi lực lượng của Hoa Kỳ theo tường trình của tờ new york tham cho biết phát uh, được xem là thứ trưởng bộ uh, quốc phòng của hoa kỳ là kathleen hit trong uh, mùa nói rằng mùa hè năm ngoái thì lực lượng quân sự của hoa kỳ đang chuẩn bị <laughs> cho một cái uh, gọi là artificial tức là nhân tạo trong đó sẽ có một cái hệ thống điều khiển tự động và có cái uh, mức có thể là uh, phá hủy lớn hơn và trong vòng 2 năm tới bà cho biết là hoa kỳ đã đạt tới cái mức này và chúng tôi sẽ đưa ra những cái uh, phương thức mà được xem là đầy thông minh, rẻ tiền và có thể chế tạo nhiều trong đó có thể đối phó và cạnh tranh với Cộng sản Trung Quốc. Trong đó thì à, Hoa Kỳ đã đưa ra một bản statement về việc phát triển cái vụ AI tức là trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực mà họ nói rằng sẽ điều khiển tất cả những loại vũ khí bao gồm những loại vũ khí mà có được lắp đặt trên các cái tròn và kể cả trên các chiến đấu cơ cũng như các tàu chiến của Hoa Kỳ. Và đây là một cái tham vọng mà Hoa Kỳ muốn rằng hệ thống tự động này sẽ tự động điều chỉnh và sẽ tự động phát hiện mục tiêu cũng như ngăn chặn tất cả những tiềm năng đe dọa mà không cần tới sự phát hiện của con người và điều khiển bởi con người. Đây được xem là một trong những tham vọng lớn và trong đó lực lượng không quân của Hoa Kỳ cho biết họ sẽ điều chỉnh tất cả các cái hệ thống AI được lắp đặt vào các chiến đấu cơ các bomber và kể cả, cả các cái drone của Hoa Kỳ. Trong đó thì à, hệ thống này sẽ gắn tất cả những cái hệ thống sensor hay là sonar vào trong các cái tàu chiến để có thể à, phát hiện kịp thời mục tiêu hoặc là ngăn chặn tất cả những cái tiềm năng đe dọa từ ở bên ngoài à, cách một cái khoảng cách xa và sẽ có một cái sự điều chỉnh phản ứng gần như là chính xác để ngăn chặn tất cả những cuộc tấn công. Đây được xem là một trong những cái tham vọng mới của phía ngũ giác đài đưa ra và họ hy vọng rằng trong vòng 2 năm tới họ sẽ hoàn tất việc mà soạn thảo tất cả những cái hệ thống gọi là trí tệ nhân tạo áp dụng vào lĩnh vực quân sự. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, một số những tác giả đã chính thức khởi kiện công ty Microsoft và Open AI trong việc mà vi phạm vào bản quyền của họ, một liên minh của các tác giả liên quan tới những cái sáng tác của họ đã dẫn đầu bởi một nhân vật có tên là Julian Sutton đã bắt đầu có những hành động pháp lý nhắm vào công ty Microsoft và công ty OpenAI, cáo buộc rằng những công ty này đã lạm dụng tất cả những cái hệ thống gọi là trí tuệ nhân tạo của họ để sử dụng hàng ngàn những cái bài viết, những cái công việc làm của những tác giả mà không có sự cho phép của tác giả. Theo tường trình của tờ The Hill đưa ra vào ngày thứ tư, đơn kiện này đã được đệ trình vào ngày thứ ba ở một cái tòa án của Hoa Kỳ ở Manhattan trong đó cáo buộc công ty Open AI với sự hợp tác của công ty Microsoft đã sử dụng tất cả những cái bài viết, những cái uh, tài liệu mà không có sự xin phép về bản quyền và kể cả những cuốn sách liên quan tới vấn đề gọi là con người ở trong đó theo tường trình của hãng thông tấn Reuters đưa ra vào ngày thứ ba và Ta Samton được xem là tác giả của một trong những cái uh, uh, cuốn sách nổi tiếng và là tổng biên tập của tờ báo hollywood reporter nói rằng sẽ không có cái vấn đề bồi thường diễn ra khi mà có hành động chống vào công ty open ai và công ty này cũng như là họ tìm cách ngăn chặn công ty này sử dụng tất cả những sản phẩm mà được xem là ghi danh về bản quyền đơn kiện đã cho biết rằng đây là những tác giả đã có nhiều năm làm việc và sáng tạo cũng như là tạo ra tất cả những cái sản phẩm này và trong khi đó thì open ai và microsoft đã từ chối không trả tiền lệ phí cho tất cả những tác giả và cái hệ thống ai của họ được xem là một trong những cái hệ thống đã vi phạm bản quyền một cách trầm trọng và căn bản của open ai là không có cái gì cả họ lấy tất cả công việc của người khác và sử dụng tất cả dữ liệu của người khác để làm riêng của họ và đơn kiện này lên tiếng và nói rằng công ty microsoft và open ai phải chịu trách nhiệm cho việc sử dụng tất cả những sản phẩm của họ bao gồm những cái bài luận văn bao gồm những cuốn sách bao gồm những cái bài bình luận ở trên tất cả các cái diễn đàn và Open AI dự tính là sẽ có một cái đơn để chống lại đơn kiện này vào đầu năm nay sau khi mà tác giả của ít nhất là hai người có tên là Paul Tremblay và Mona Awad đã khởi kiện họ và đây được xem là một trong những cái đơn kiện đầu tiên nhắm vào cái việc phát triển AI tức là trí tuệ nhân tạo của công ty Open AI và công ty Microsoft đây được xem là một trong những đơn kiện đầu tiên và vẫn chưa có đầy đủ một cái hành lang pháp lý và bảo vệ quyền của tác giả của nhiều người, trong đó thì hai cái việc phát triển về AI này có thể sẽ vi phạm vào vấn đề bản quyền rất là nhiều. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay, việc làm chủ một cây súng ở Hoa Kỳ đã tăng lên rất cao theo một cuộc thăm dò mới nhất đã được đưa ra. Việc mà công dân Hoa Kỳ tìm cách sở hữu một cây súng đã cao hơn trong vòng 2 thập niên qua theo bản báo cáo mới nhất trong cuộc thăm dò của đài truyền hình NBC và trên phân nửa cử tri Hoa Kỳ 52% nói rằng họ đang là chủ một cây súng, ít nhất là một cây súng. Theo tường trình của bản thăm dò này, con số được xem là cao nhất kể từ năm 1999 và được đặt câu hỏi tại sao tình trạng làm chủ cây súng lại trở nên ta à, nhiều như vậy và các nhà hoạt động bảo vệ cho quyền sở hữu súng đã nói rằng không bất ngờ bởi vì <laughs> tình trạng gia tăng của mức độ tội ác về bạo động đã tăng tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên thì à, một số nguồn tin khác lại cho rằng việc mà người dân hoa kỳ cố gắng tìm cách mua một cây súng và sở hữu một cây súng là do họ e ngại tình trạng giới hạn quyền sở hữu súng đạn của họ uh, do phía đảng dân chủ đưa ra và trong đó thì Alan Gottick được xem là chủ tịch của một cái quỹ một cái ủy ban đặc trách về công dân và quyền giữ súng ở tại Hoa Kỳ đã đưa ra một cái bản thông cáo báo chí trong đó nói rằng đây là một trong những cái duyệt xét của người dân Hoa Kỳ trong lịch sử và gần như là đã có những cái tội phạm rất cao và liên quan tới vấn đề tội ác bạo động và người dân Hoa Kỳ phải có súng và sử dụng tu chính án số 2 của họ để bảo vệ cho cá nhân của họ và gia đình của họ an toàn hơn và đó là lý do tại sao mà tình trạng người Mỹ đã bắt đầu có nhiều súng đạn hơn và <laughs> bao gồm cả NBC, quý vị có cảm thấy bất ngờ? Chúng tôi không cảm thấy bất ngờ khi tình trạng tội ác gia tăng khá nhiều. Một số những nhóm mà yêu cầu gọi là giảm đi tình trạng gọi là súng đạn và kiểm soát súng đạn nói rằng họ không đã đã không trả lời khi mà bản báo cáo này đưa ra. Đài truyền hình NBC đã thực hiện cái cuộc thăm dò này với mục tiêu để đo lường về cái quan điểm của người dân Hoa Kỳ trong tu chính án số 2 và gần như hầu hết 52% người dân Hoa Kỳ nói rằng họ đang sở hữu súng và vẫn muốn sở hữu thêm súng đạn nếu cần thiết bởi vì tình trạng mà các nhân viên công lực bị giới hạn quyền lực của họ trong việc đua kiểm soát và cơ còn uh, trấn áp thành phần tội phạm đã bị giảm đi và điều này dẫn tới những người dân đang tìm kiếm sự tự bảo vệ cho họ bằng cách là sở hữu súng đạn để mang tính chất chăm đe cao hơn. Đây được xem là một trong những bản báo cáo mới nhất cho thấy gần như là người dân Hoa Kỳ vẫn bảo vệ tối đa cho cái tu chính án số 2 là quyền sở hữu súng đạn của họ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, thành phố New York đã bác bỏ bản báo cáo về những cáo buộc tấn công tình dục nhắm vào ông Đương Kim thị trưởng Eric Adams. Bản tin mới nhất cho biết thì... À, văn phòng của ông thị trưởng eric adams của thành phố new york đã bác bỏ một cái tin tức được xem là bùng nổ lớn về việc cáo buộc tấn công tình dục đã đưa ra bởi một người phụ nữ vốn là một cựu đồng nghiệp trong một đơn kiện mới nhất thị trưởng đã không biết về người này và họ chưa bao giờ gặp gỡ ông ta cũng chưa bao giờ gặp bà này và ông chưa bao giờ làm bất kỳ một cái gì tổn thương cho một người nào và bác bỏ tất cả những cái đơn kiện này đó là một trong những phát công viên của thành phố new york đã đưa ra và ông Adam đã nằm trong tên của một uh, bị cáo trong cái, cái đơn kiện nộp vào tối ngày thứ tư uh, bởi cái tòa án ở tại Manhattan theo tường trình cho biết vào sáng ngày thứ năm và nguyên cáo uh, đã cáo buộc là ông Eric Adam đã có hành động tấn công tình dục uh, từ năm 1993 tại New York trong lúc mà họ làm việc chung ở thành phố New York theo tường trình cho biết và giờ đây chúng ta vẫn chưa biết người phụ nữ này đã nộp đơn kiện như thế nào và đã làm việc chung như thế nào. Với ông Eric Adam từ năm 1993 và họ là đồng nghiệp như thế nào và bây giờ thì văn phòng của ông thị trưởng đã bác bỏ và cho rằng ông không hề quen biết với bị cáo, với bị nguyên cáo và cũng không có bất kỳ một cái cuộc gọi là tiếp xúc nào với nguyên cáo và đơn kiện này đang là một cái bom shell, tức là một cái tin tức nổ lớn tại thành phố New York. Đó là bản tin liên quan tới tình hình Hoa Kỳ ngày hôm nay. <laughs> và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, liên quan tới vấn đề tình dục một cựu người mẫu của tờ báo à, dành cho người lớn là Penthouse đã chính thức khởi kiện nhân vật có tên là As Rose năm 1989 trong vụ tấn công tình dục. Bản tin mới nhất cho biết thì một cựu người mẫu của tờ báo Penthouse có tên là Sheila Kennedy đã cáo buộc à, ông nhân à, vật nhân vật có tên là Rose à, Froman As Rose à, trong việc tấn công tình dục trong một đơn kiện mới nhất được nộp vào ngày thứ tư. Theo đơn kiện này được uh, nộp trong một cái tòa án tại New York Thì Kennedy 61 tuổi đã cáo buộc Roe 61 tuổi Đã có những cái hành động bạo động khi mà tấn công bà Và trong đó uh, tìm cách hãm hiếp bà tại một cái hotel ở Manhattan vào tháng 2 năm 1989 Roe bị cáo buộc là đã đẩy uh, Kennedy xuống nhà sàn nhà Và sau đó đã tìm cách lột đồ của người này ra Trong đó gần như là một phụ nữ trần tuồng trong cái văn phòng của ông ta và trong đó thì kenny cho biết là ngôi sao nhạc rock này đã tìm cách trói tay của bà lại và sau đó đẩy tay bà phía sau và cuối cùng thì có những hành động tấn công tình dục đối với bà và tòa án cho biết là kenny đã không có một cái uh, chứng từ nào cho thấy rằng là có sự tiếp xúc với rose tuy nhiên thì uh, Kennedy cho biết rằng là việc này diễn ra lúc năm đó thì bà 26 tuổi và Rose là 27 tuổi. Rose là một ngôi sao nhạc nổi tiếng và đôi bên đã gặp nhau trong một cái nightclub và sau đó đã được mời tới khách sạn sau cái buổi tiệc này và trong đó thì khi tới khách sạn thì bà ta đã bị tấn công mặc dù rằng trong sự xuất hiện này có thêm một số những người mẫu khác ở trong cái chương trình MTV vừa mới thu hình xong của một đạo diễn có tên là Ricky ở à, trong đó gần như đơn kiện này đã nhắm nhắm vào uh, Rose và đơn kiện này đã chính thức được nộp vào ngày thứ tư à, trong đó à, với cái tình trạng dựa trên cái đạo luật của New York gọi là a Act, trong đó thì không có thời hạn chấm dứt cho bất kỳ một cái tội tấn công tình dục nào đây được xem là một trong những cái đơn kiện tình dục thứ hai nằm ở thành phố New York tiếp theo cái đơn kiện tấn công tình dục nhắm vào ông thị trưởng của thành phố New York là Eric Adam đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và được xem là bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay, người vừa thắng cử tổng thống tại Argentina tuyên bố cựu tổng thống Trump sẽ viếng thăm thủ đô Buenos Aires ở tại Argentina. Đây là một cái bản thông cáo mới nhất. Cựu tổng thống Trump sẽ viếng thăm Buenos Aires tức là thủ đô của Argentina sau khi mà tân tổng thống tân cử là Javier Milei cho biết rằng là đã nhận được cái lời mời này và đảng Libertarian của ông Milei đã thắng được cái ghế tổng thống với hơn 50 phần 56% cử tri à, so với lại à, cái người mà được xem là cạnh tranh với ông là Bộ trưởng kinh tế là Sergio Massa chỉ được 44%. Milly người sẽ chính thức nhận chức vào ngày 10 tây tháng 12, cam kết là sẽ có những cái thay đổi về kinh tế và trong đó gần như là ông sẽ tìm cách gọi là ngăn chặn tất cả những cái chính sách mà có có liên quan tới đảng cộng sản. Đồng thời thì ông Joe Biden cũng đã nói chuyện với ông Milly và chúc mừng cho ông Milly đã chiến thắng ghế tổng thống. Tuy nhiên thì tòa bạch ốc đã đưa ra thông báo này vào ngày thứ tư và cựu tổng thống Trump vẫn chưa lên tiếng cho biết là ông có ghé viếng thăm Buenos Aires tức là thủ phủ là thủ đô của Argentina hay không sau khi mà nhân vật được xem là thân tượng ông Trump tức là ông Javier Milley đã chiến thắng ở trong cuộc bầu cử này ông đã sử dụng cái chia câu slogan tức là câu khẩu hiệu của ông Trump trước đây và bây giờ đang phổ thông tại nước Mỹ đó là câu khẩu hiệu MAGA MAGA chính ra ông Trump đưa chữ này là Make American Great Again Tuy nhiên thì với ông Javier Milley thì chữ này có nghĩa là Make Argentina crack Again cũng là chữ MAGA và chính nhờ cái chiêu bài MAGA này mà ông Javier Milley đã chiến thắng một cách vẻ vang và thắng rất đau đối thủ tên tới 12% tức là ông được 56% và đối thủ của ông chỉ được 44% mà thôi và đây là một chiến thắng lớn cho phe cánh hữu tại khu vực Trung Mỹ và Nam Mỹ đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Tổng thống Trump ngày hôm nay tổng cộng là có 80 người dân biểu và thượng nghị sĩ tại quốc hội đã endorse cho ông Trump. Con số được xem là nhiều nhất kể từ trước tới nay và kể cả bên đảng Dân Chủ. Cựu Tổng thống Donald Trump được xem là nhân vật hàng đầu của đảng Cộng hòa ứng cử chức Tổng thống Hoa Kỳ năm 2024 đã được thêm nhiều người đề cử ông. Trong đó gần như là 80 người nằm ở quốc hội Hoa Kỳ đã ủng hộ cho ông. Theo tường trình của Punchbowl News cho biết, thì à, dân biểu Tracy Mann của đảng Cộng hòa tại Kansas và Erin Hodgson của đảng Cộng hòa tại Indiana đã lên tiếng và chính thức ủng hộ cho ông Trump vào ngày thứ tư. Tiếp theo sau việc mà thống đốc của tiểu bang Texas là Craig Abbott đã đề cử ông. Và theo tường trình cho biết thì chiến dịch tranh cử của ông Trump đã đạt được rất nhiều và được xem là nhiều nhất trong số tất cả các ứng cử viên của Đảng Hòa. Khi mà được đề cử ở trên sàn của Quốc hội trong đó bao gồm luôn cả Chủ tịch Hạ viện là Mike Johnson cũng đã chính thức endorse cho ông Trump. Bên cạnh đó thì Thượng nghị sĩ Roger Marshall tuần trước cũng tuyên bố là sẽ ủng hộ cho ông Trump ra tranh cử và kêu gọi đảng Cộng hòa đoàn kết sau lưng của ông Trump. Đây được xem là một trong những cái chiến thắng của ông Trump bên đảng Cộng hòa. Trong khi đó bên đảng Dân Chủ thì số lượng người endorse cho ông Joe Biden vẫn còn thấp hơn rất nhiều có khoảng gần 30 người trong quốc hội à, bên Đảng dân chủ đã ủng hộ cho ông Joe Biden và endorse ông ta. Tuy nhiên bên Đảng Cộng hòa cả sàn thượng viện lẫn sàn hạ viện, tổng số người ủng hộ cho ông Trump đã lên tới hơn 80 người. Đây được xem là một chiến thắng lớn của ông Trump và ngay cả chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cũng đã đưa ra lời đề cử này. Tôi đã chấm dứt và tôi đã có thể có thể nói rằng <laughs> tôi sẽ ủng hộ cho ông ta hết mình <laughs> và những gì mà chúng ta thấy được thì à, ông Trump đã có một cái à, chính sách rất tốt trong cái nhiệm kỳ đầu tiên của ông và chúng ta đã chứng kiến được điều này và nó sẽ được tiếp tục trong thời gian tới và tôi sẽ toàn diện ủng hộ cho ông Trump và tôi nghĩ rằng ông Trump chắc chắn sẽ là người được đảng Cộng Hòa đề cử ra tranh cử. Đây được xem là một trong những lời tuyên bố của ông Mike Johnson trên sàn Thượng viện thì Thượng nghị sĩ Roger Marshall cũng đã lên tiếng ủng hộ cho ông Trump năm 2024 và trong đó ông nói rằng Tôi đã nhìn thấy được đất nước này đang có nhiều nỗ lực và mỗi một ngày người dân Hoa Kỳ và giấc mơ của họ đã bị uh, tiêu dần, đã, đã bị uh, mờ dần và chúng ta cần một cái chính sách, một lãnh đạo đặt nước Mỹ lên trên hết và người dân Hoa Kỳ lên trên hết ở tại Tòa Bạch Ốc để tranh đấu cho những gia đình và cho trái tim giá trị mà chúng ta sinh sống và điều này đã khiến cho tôi phải endorse ông Trump và ông là người có thể giúp cho đất nước chúng ta quay trở lại cái uh, đúng đắn vào con đường mà chúng ta đã có được trước đây. Đó là lời phát biểu của Roger Marshall đưa ra. Tổng cộng hơn 80 người trên sàn Hạ viện và Thượng viện đã endorse cho ông Trump hơn hẳn bất kỳ một ứng cử viên nào của Đảng Cộng Hòa. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Cùng một lượt trong ngày hôm nay, tin không vui lắm cho ông Ron DeSantis, người lãnh đạo của cái Super PAC dành cho ông Ron DeSantis đã chính thức từ chức và nói rằng vai trò này họ không thể làm được. Tổng giám đốc điều hành của một cái Super PAC ủng hộ cho ông Ron DeSantis và quy tụ những nhà quyên góp lớn nhất của Đảng Cộng hòa Loan báo là ông ta sẽ từ chức và không thể thực hiện được vai trò của mình, không bao giờ quay trở lại với cái mục tiêu ban đầu tập trung vào cái cuộc tranh cử tương tự như trước đây chúng tôi đã làm cho Ron DeSantis và khó có thể thực hiện được cái mục tiêu khiến ông trở thành tổng thống. Đó là lời phát biểu của Chris Chanskowski được xem là một trong những phát ngôn viên của Super PAC đưa ra. Và trong thời gian môi trường gần đây, nó rõ ràng là không thể nào phù hợp cho tôi để tiếp tục chia sẻ cái mục tiêu và có thể đạt được mục tiêu này với một cái chiến lược về quan điểm. Và tôi thấy rằng rõ ràng tương lai đất nước chúng ta, tôi ủng hộ và cầu nguyện cho Ron DeSantis có thể trở thành vị tổng thống 47 của đất nước chúng ta. Tuy nhiên, loan báo này đưa ra sau khi mà ông tổng giám đốc này từ chức và tiếp theo bản báo cáo của NBC và New York Times chỉ ra cho thấy đã có những sự bất đồng trong cái hệ thống điều hành Super PAC của ông Ron DeSantis và điều này đã dẫn tới việc mà đã có sự từ chức này và không đạt được mục tiêu bởi vì tới giờ phút này Ron DeSantis đã tuột xuống hàng thứ hai thua cho bà Nikki Haley. Bà Nikki Haley sau khi mà ông Tim Scott đã rời khỏi cái uh, cuộc đua thì bà đã vọt lên đứng hàng thứ hai ở trong đảng mà sau cựu tổng thống Donald Trump. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay lại có thêm nguồn đầu tư mới vào tỉnh Quảng Ninh từ Trung Quốc và trong đó bao gồm luôn cả một cái à, sông bạc ở tại tỉnh Vân Đồn. Bản tin mới nhất từ ở à, Quảng Ninh cho biết thì à, văn phòng thủ tướng của Phạm Minh Chính đã được đệ trình một cái dự án đầu tư từ Trung Quốc vào Vân Đồn ở Quảng Ninh trong đó à, trị giá lên tới 2 tỷ Mỹ Kim và trong à, việc này thì cũng bao gồm luôn cả việc xây dựng một cái sòng bài lớn tại đây và đây được xem là một trong những cái vùng lãnh thổ của việt nam duy nhất tại việt nam có cái nguồn đầu tư dồi dào nhất từ trung quốc là và đứng nhì là hải phòng thì quảng ninh hiện nay được xem là nơi gần như là quản trị bởi các cán bộ đảng viên của đảng cộng sản việt nam nhưng trên thực tế nó đã bị thao túng bởi toàn bộ tất cả những uh, 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 gọi là giới đại gia của trung quốc đầu tư vào tỉnh này và đây được xem là một trong những cái vụ, à, một dự án mà trong đó họ nhấn mạnh về vấn đề du lịch và, và trong đó bao gồm luôn cả một cái sông bạc lớn và tổng số dự án này trị giá lên tương đương khoảng 2.18 tỷ Mỹ Kim. Và đây là nguồn đầu tư của các đại gia Trung Quốc vào tỉnh Quảng Ninh, nơi được xem là có biên giới với Trung Quốc và gần như đã bị kiểm soát và bị thao túng bởi giới thương nhân của Trung Quốc và cán bộ đảng viên ở khu vực này gần như chỉ là công cụ của các thương nhân tại trung quốc đó là bản tin liên quan tới tình hình của việt nam ngày hôm nay <laughs> và cũng liên quan tới tình hình của việt nam ngày hôm nay bản tin mới nhất từ việt nam cho thấy rằng là tình trạng mà mượn danh nghĩa để mà đấu thầu đã trở thành một cái chớp rất là ngon ở tại việt nam tức là cái công việc và cuối cùng khi trúng thầu họ lại bỏ thầu đây là một trong những cái tình trạng đang xảy ra tại việt nam bản tin mới nhất cho biết thì cái người mà được à, trúng thầu giá thuê của cái đảo ở hồ xuân hương đà lạt đã bỏ cọc và bỏ luôn cái viền thầu sau khi trúng thầu theo tường trình của phía đà lạt cho biết thì ông này là tên là đoàn hải hà đã, đã <laughs> từ ở phía à, từ liêm hà nội đã gửi tờ đơn xin đầu tư tại một cái nhà hàng tên là thủy tạ và đã chấp nhận bỏ cọc 600 triệu đồng khi mà tham gia đấu thầu và ông ta đã trúng thầu. Tuy nhiên, việc đâu trúng thầu này dường như có vẻ là ông ta chỉ là người đứng tên mà thôi và những kẻ đứng sau lưng của ông ta thì không biết là ai. Tuy nhiên thì việc thầu này đã bị hủy bỏ sau khi mà họ trúng thầu xong rồi lại bỏ cọc, tức là không tìm nhận thầu. Có vẻ như họ là một những cò mồi và những cò mồi này đã được đưa tơ đưa vào để đấu thầu để đội giá lên. Nhưng mà những người mà thầu thật sự họ không trả cái giá thầu theo kiểu được đội giá như vậy. Do đó họ buông trước khi mà cái giá thầu được nâng lên cao và chính vì vậy mà nhân vật này lại tiếp tục bỏ cọc sau khi mà ông ta đóng vai trò là một cò mồi đội giá và ông ta đến từ từ Liêm ở Hà Nội tham gia cuộc đấu thầu một cái nhà mà hàng thủy tạ ngay trên Đà Lạt. Đây được xem là một cái trò mới ở Việt Nam và nó rất phổ thông. Thông thường những cuộc đấu thầu diễn ra thì có rất nhiều thành phần cò mồi cố tình đưa giá cao để đẩy những người khác kéo giá lên. Tuy nhiên thì nếu những người khác không đeo theo và không trả giá cao hơn thì họ là người trúng thầu. Nhưng thực sự họ không có ý định muốn thầu cái dự án nào cả. Họ chỉ là những người đổ giá trong các cái việc mà gọi là đấu thầu tại Việt Nam. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay Đi đánh góp trong giờ làm việc Bây giờ lại bị chính văn phòng phó thủ tướng yêu cầu điều tra Đây là một trong những cái uh, tin mới nhất liên quan tới cái cách làm việc Của các quan chức cán bộ đảng viên trong quần mái cai trị Bản tin mới nhất cho biết thì kẻ được mô tả là phó thủ tướng của Cộng sản Việt Nam Tên là Trần Lưu Quang Đã yêu cầu một uh, chủ tịch của Quỹ ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh là Nguyễn Hương Giang phải kiểm tra lại thông tin về việc mà giám đốc và phó giám đốc của một cái sở đặc trách về vấn đề tài nguyên và môi trường ở tại ở, ở tại đây đã đi đánh góp trong lúc mà đang có cái giờ hành chánh đây được xem là một trong những cái thái độ làm việc của các quan chức cộng sản Việt Nam trong giờ rảnh rỗi hoặc là trong lúc mà họ đi làm việc họ lợi dụng cái việc mà à, trả lương của cái nguồn máy cai trị để dành giờ đi đánh góp và giờ đây thì việc này bị phanh phui ra bây giờ đích thân văn phòng phó thủ tướng là yêu cầu phải giải trình và điều tra đây là cái hiện tượng thường xuyên xảy ra trong cái nguồn máy cai trị tuy nhiên nhân vật nào bị đưa lên mặt báo chỉ là nhân vật xui xẻo hầu hết cán bộ đảng viên đều tranh thủ trong giờ làm việc của họ đi làm những việc riêng có những kẻ đi đánh góp có những kẻ đi kiếm những cái bông hoa đẹp có những kẻ đi ăn nhậu và quý vị nó nó là xảy ra rất thường xuyên trong cái nguồn máy cai trị tuy nhiên thì xui xẻo lắm hoặc là đang trở thành mục tiêu bị tấn công thì họ sẽ bị phanh phui tất cả những chuyện này đó là, là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay và cuối cùng cũng liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay Cộng sản báo tin là tàu riêng sẽ vượt qua thanh long trở thành cái trái cây hàng đầu được Trung Quốc cho phép nhập cảng. Đây là một trong những bản báo cáo mới nhất từ phía của giới à, gọi là nông gia trồng trái cây ăn chơi thông báo. Trong đó gần như là các cái loại trái cây và hải sản cũng như các mặt hàng nông sản của Việt Nam giờ đây chỉ trông chờ vào thị trường lớn của họ là thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên thì à, phía Bắc Kinh đã nhiều lần có những cái hành động ngăn cản tất cả những cái mặt hàng này khiến cho những giới nông gia và giới uh, ngư nghiệp đã phải dở sống dở chết với cái chính sách gọi là lúc đóng lúc mở của cộng sản Trung Quốc và nay thì uh, sầu riêng được mô tả là đang có cái mức bán gì vượt trội hơn so với trái thanh long tuy nhiên thì trong thời gian tới vẫn chưa biết trước đây không lâu thì trung quốc đã đóng cửa và không cho tôm hùm của việt nam nhập cản vào thị trường của trung quốc khiến cho những người nuôi tôm hùm ở tại miền trung đã dở khóc dở cười nay thì cái tin tức này là kích thích nhiều người trồng sầu riêng thay vì trái thanh long và tới lúc mà trung quốc đóng cửa lại thì coi như sầu riêng sẽ không còn bán được trong thị trường trung quốc ngược lại những mặt hàng khác lại bán chạy hơn đây là cách mà Bắc Kinh dùng để điều khiển cái thị trường tiêu thụ của họ đối với Việt Nam và tìm cách gọi là kiểm soát Việt Nam một khi mà Cộng sản Việt Nam có những hành hành động được xem là trái ý với Cộng sản Bắc Kinh. Đó là bản tin liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sâu cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trả lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các khán giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!